Vân Anh xin kính chào quý vị khán thính giả của VNTV. Thưa quý vị, chúng ta đang sống trong một giai đoạn khó khăn nhất của toàn cầu, đặc biệt là tại Hoa Kỳ. Đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng trầm trọng đến cuộc sống của chúng ta. Ngày hôm nay, chúng tôi xin mời quý vị gặp gỡ với Mục sư Nguyễn Hồng Quang, Mục sư quản nhiệm Hội Thánh Tin Lành North San Diego, sẽ cùng tâm tình với quý vị khán thính giả của San Diego để cùng nhau, chúng ta giúp nhau làm sao để giữ vững tinh thần để vượt qua giai đoạn khó khăn nhất của Hoa Kỳ hiện nay. Trước hết, Vân Anh xin chào Mục sư Nguyễn Hồng Quang. Xin chào cô Vân Anh. Xin chào quý khán thính giả của VNTV. Thưa Mục sư, trước hết thì xin Mục sư có thể cho quý vị khán giả được biết về Hội Thánh Tin Lành North San Diego của chúng ta với những cái sinh hoạt thường ngày, và trong thời gian vừa qua chúng ta shelter in place, tức là không có được mở cửa, thì làm sao để tiếp tục giữ những cái sinh hoạt đó, và cho đến nay thì Hội Thánh của chúng ta đã trở lại sinh hoạt chưa, thưa Mục sư? Hội Thánh Tin Lành North San Diego tọa lạc tại khu Miramisa. Nếu mà quý vị có dịp vào trong các chương trình YouTube hoặc Facebook và chỉ cần gõ vào Hội Thánh Tin Lành North San Diego thì quý vị có thể tìm được địa chỉ nhà thờ cũng như những thông tin liên lạc cần thiết. Quý vị có thể nhấn tên vào trong đó. Quý vị có thể tìm được. Hội Thánh bắt đầu nhóm lại vào cuối tháng 5, ngày 31 tháng 5 chúng tôi đã nhóm lại. Và theo cái guideline của chính phủ thì chúng tôi chỉ được phép nhóm lại 25% mà thôi. Sinh hoạt của Hội Thánh chỉ vào ngày Chủ nhật vào lúc 11 giờ sáng, còn tất cả các sinh hoạt khác thì chúng tôi thực hiện trên các chương trình conference call hoặc là trên Zoom. Dạ vâng, thưa Mục sư, cho Vân Anh hỏi là Mục sư đã đi vào con đường để trở thành một vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo trong tôn giáo Tin Lành từ bao lâu rồi Mục sư? Tôi bắt đầu vào năm 1997 khi vào trường Kinh Thánh, cho đến ngày hôm nay 23 năm rồi. Wow, dạ vâng. Thưa Mục sư, như chúng ta đã biết là chúng ta đang sống trong một cái giai đoạn khó khăn nhất. Rất là lo sợ vì sự lây nhiễm nhanh chóng và tỷ lệ tử vong của COVID-19, vì sự tàn phá của nền kinh tế cũng vì COVID-19, và bên cạnh đó là những cái rối loạn đảo điên của xã hội trong thời gian vừa qua. Và những cái điều này đã làm cho cuộc sống của chúng ta rất là lo sợ. Thì với một người là dẫn dắt tinh thần về tâm linh, Mục sư có lời chia sẻ gì với quý vị khán giả, làm sao để chúng ta có thể giữ vững tinh thần để cân bằng trong cuộc sống, để cùng vượt qua những khó khăn này? Thưa quý vị, COVID xảy ra với đất nước của chúng ta đã hơn 4 tháng rồi phải không? Dạ. Và chúng ta nhìn vào những cái thống kê, những con số, nhất là quý vị theo dõi tin tức thì chúng ta thấy tình trạng COVID này rất là nguy hiểm. Số người lây nhiễm rất là nhiều, càng ngày càng tăng, và hiện bây giờ thì là những ngày vừa qua lên quá mau, làm cho lòng người rất là hoang mang, rất là sợ. Nhưng mà với những thông báo từ chính phủ thì cái vấn đề thuốc kháng sinh cũng như thuốc trị bệnh COVID này vẫn chưa có tìm ra, cho nên chúng ta sẽ sống chung với COVID. Tôi theo dõi và thấy nhất là người Việt Nam của chúng ta, rất nhiều người hoang mang lo sợ. Khi mình nhìn chung quanh thì mình thấy xã hội cũng vậy. Nhưng mà phải nói một câu với quý vị thế này: khi quý vị quá lo lắng sợ hãi thì sự sợ hãi đó nhiều khi nó còn nguy hiểm hơn cả là bản thân của COVID-19 nữa. Cho nên với tình trạng này chắc chắn rằng chúng ta sẽ sống chung với COVID một thời gian rất là dài. Bởi vậy hãy sống trong một cái tinh thần thoải mái, nhẹ nhàng, vui vẻ, sống như không có chuyện gì xảy ra chung quanh chúng ta vậy. Và cứ theo cái guideline hướng dẫn của chính phủ, họ muốn chúng ta đeo khẩu trang, chúng ta sẽ đeo khẩu trang, rửa tay sạch sẽ. Và chúng ta cứ thực hiện đúng như vậy, mình đi ra ngoài, nhất là những người có tuổi, quý vị phải đi ra khỏi nhà. Có thể đi bộ ở công viên hoặc xung quanh nhà mình, ít nhất chúng ta điều cái kháng thể của mình và cái tinh thần lạc quan. Tinh thần lạc quan đó giúp chúng ta rất là khỏe khoắn hơn là quý vị ở trong nhà lo lắng, sợ hãi. Đọc tin tức càng nhiều thì càng nguy hiểm, tin tức chưa chắc đúng. Có nhiều khi nó là fake news cũng không chừng. Tôi là mục sư trong vùng San Diego này,
chúng tôi gặp nhau thường xuyên giữa các mục sư, chúng tôi trò chuyện. 13 hội thánh trong vùng North San Diego, trong vùng San Diego của chúng ta ở đây chưa có một tín hữu nào bị COVID. Con số càng ngày càng tăng lên, nhưng mà cái người bệnh ở trong vòng hội thánh của chúng tôi thì lại không có. Và tôi có thể nói với quý vị một điều thế này: nếu là một người thật sự tin nhận Chúa, một người đặt niềm tin mình vào trong Chúa, thì những gì đang xảy ra chung quanh chúng tôi đây chỉ là chuyện rất là bình thường. Chúng tôi biết là nó sẽ xảy ra, không sớm thì muộn nó sẽ xảy ra. Bởi vì Kinh Thánh Chúa nói rất là rõ ràng, trong thời kỳ cuối cùng, dịch lệ lây lan, chiến tranh, động đất, tất cả những gì đang diễn ra chung quanh chúng ta, thì có thể mình nói một câu rằng là chuyện bình thường. Chúng tôi không thấy làm lạ, chỉ là cẩn thận làm theo đúng những hướng dẫn của Bộ Y tế cũng như Chính phủ để có thể giữ mình và giữ những người chung quanh của chúng ta. Cho nên nhiều khi trong túi tôi lúc nào cũng có cái khẩu trang như thế này, để đi ra là mình đeo khẩu trang vô. Ngay cả đến nhà thờ chúng tôi cũng đeo khẩu trang. Và ngồi trong ghế, chúng tôi đã cách ly 6 feet rồi thì mới có thể lấy khẩu trang xuống để hát, để trò chuyện. Cho nên tinh thần của chúng tôi rất lạc quan. Và tinh thần lạc quan là một trong những cái chìa khóa rất tốt để quý vị có thể sống giữa COVID này. Cho nên đừng hoang mang, tôi vẫn kêu gọi quý vị đừng quá hoang mang. Kinh Thánh Chúa nói với tôi và quý vị một sự dạy dỗ rất là quý báu: con người của chúng ta trên đất này chỉ là tạm thời mà thôi. Chúng ta không có sống vĩnh viễn ở nơi này, mà tất cả sẽ nằm xuống, hoặc cao tuổi hoặc trẻ tuổi. Chúng ta thấy ai cũng nằm xuống cả. Những người mà chết vì COVID phần lớn là những người bệnh mang cái bệnh kinh niên, hoặc là những người cao tuổi. Có nghĩa rằng kháng thể trong họ yếu, cho nên họ dễ bị. Bởi vậy quý vị tốt hơn hết là đeo khẩu trang, nhưng mà đừng sợ hãi. Hãy sống lạc quan, vui vẻ với gia đình, với anh chị em, nhất là tín hữu tin lành thì với hội thánh dĩ nhiên. Và Kinh Thánh Chúa dạy chúng tôi đó là cuộc đời của con người ngắn, cho nên chúng tôi sống những ngày rất là thỏa lòng. Và đời sống này quý vị tưởng tượng thế này: người Việt Nam của chúng ta, mình nói người Việt Nam nói chung và con người nói riêng, ai cũng thích đầu tư tích lũy trên cuộc đời này. Nhưng mà quý vị phải nhớ một điều rằng khi chúng ta nằm xuống không có mang theo cái gì cả, đúng không? Mình có thể tưởng tượng mình là người lữ khách ở trên đất này. Tưởng tượng quý vị và tôi là những người lữ khách trên đất này. Chắc chắn một ngày kia chúng ta sẽ rời khỏi cái chỗ của chúng ta đang cư ngụ, bởi vì mình chỉ là người lữ khách. Quý vị thể tưởng tượng mình đi du lịch đi, tới một cái khách sạn, mình check in xong xuôi hết rồi, mình vào trong khách sạn, tường mình không thích, cái màu tường nó mình không thích, mình nhìn người ta treo tường mình không thích, mình nhìn cái này cái kia mình không thích. Quý vị có bằng lòng đầu tư tiền của mình vào trong cái chỗ đó để mình có thể sửa cái phòng khách sạn lại cho vừa ý mình không? Nhưng mà mình chỉ ở có 2 ngày rồi mình cũng rời khỏi khách sạn đó. Quý vị tưởng con người của chúng ta trên đất này cũng là tạm thời. Nếu mà quý vị dồn tất cả những công sức, sức lực của chúng ta trong cuộc đời tạm này rồi, và khi chúng ta nhắm mắt, chúng ta không có mang theo cái gì cả. Người ta sợ hãi rất nhiều là tại sao? Bởi vì chết quá nhiều. Và người ta cũng thể hoang mang rằng không biết rồi chết tôi sẽ đi đâu. Nhưng đối với tôi, với những người hiểu về Kinh Thánh Chúa dạy, thì chúng tôi không có sợ là bởi vì chúng tôi biết mình đi đâu. Thì tôi muốn nói với quý vị một điều rằng chúng ta ở trên đất này chỉ là người lữ khách. Bởi vậy hãy tìm hiểu cho đời sống vĩnh hằng của chúng ta. Nếu quý vị là những người ở những tôn giáo khác nhau, không phải là tin lành, có thể tìm hiểu. Nếu giáo chủ người chúng ta đang tôn thờ mà có thể cứu được mình đấy, thì quý vị yên tâm mà tin. Còn nếu không thì tìm hiểu. Và Chúa Giêsu nói trong Kinh Thánh, Chúa Giêsu là duy nhất là đường đi, chân lý và sự sống. Chúa Giêsu là đấng chuẩn bị chỗ và Ngài sẽ trở lại đem con người về với Chúa, để rồi Chúa ở đâu chúng ta ở đó. Cho nên tôi nhân cơ hội này muốn kêu gọi quý vị, cũng ước ao quý vị đặt niềm tin của mình vào đấng có thể cứu được đời sống của mình, cứu được linh hồn của mình. Và khi quý vị có được cái niềm tin như vậy thì COVID này chỉ là một cái sự kích thích, chỉ là một cái sự nhắc nhở, chỉ là một cái sự kêu gọi chúng ta chuẩn bị. Bởi vì khi chúng ta rời khỏi cuộc đời này, chúng ta biết mình đi đâu, và chuẩn bị để chúng ta đi về nơi mà Chúa dành cho mình. Cho nên yên tâm, tôi rất là yên tâm, và tôi cũng muốn quý vị cũng yên tâm nữa. Sống thoải mái, sống trong cái tinh thần lạc quan. Nhớ, lo lắng, sợ hãi đem cho chúng ta rất nhiều bệnh tật. Mà quý vị nếu có dịp lên Google mà search coi thử lo lắng, sợ hãi sẽ gây ra những căn bệnh gì, thì quý vị sẽ hiểu rằng đó là mình không nên làm như vậy. Mình phải sống trong những đúng, khẩu trang đàng hoàng, rửa tay sạch sẽ.
và chúng ta có thể đi ra ngoài sống trong cái sinh hoạt bình thường giống như bao nhiêu người khác. Cảm ơn mục sư rất là nhiều. Thưa mục sư, năm 2020 thật sự là có quá nhiều biến cố. Tuy nhiên tại Hoa Kỳ của chúng ta thì có một cái sự kiện mà phải nói đó là một cái sự kiện vui cho đất nước Hoa Kỳ. Đó là 10 năm một lần thì Hoa Kỳ có cuộc thống kê dân số rất là lớn, mà chỉ có 10 năm mới có một lần thôi. Và cái cuộc thống kê dân số này rất là quan trọng. Cái điều quan trọng thứ nhất đó là vì cái cuộc thống kê dân số này sẽ giúp cho liên bang phân phối cái quỹ tài trợ lên đến 675 tỷ Mỹ Kim cho các tiểu bang, cho các quận hạt và cộng đồng đều dựa vào dữ liệu của thống kê dân số. Và số tiền này được dùng để chi tiêu cho trường học, nhà thương, đường xá, việc công cộng và các chương trình quan trọng khác. Mục sư Nguyễn Hồng Quang đã giúp cho chúng ta những cái tip, những cái bí quyết để chúng ta có thể sống yên tâm trong cái giai đoạn khó khăn này. Và bên cạnh đó, chắc chắn là mục sư cũng sẽ làm những cái việc của một người công dân Hoa Kỳ, đó là tham gia điền thống kê dân số. Vân Anh cũng đã điền xong rồi, cho nên quý vị nào mà chưa thì quý vị nhớ, tại vì chúng ta chỉ có 10 năm mới có một lần để có cơ hội này. Có phải không thưa mục sư Quang? Dạ. Vâng, tôi cũng đã điền rồi về gia đình mình và cũng đã tiếp tục kêu gọi anh chị em trong hội thánh nên điền những con số báo cáo về dân số, bởi vì chúng ta thấy đây là quyền lợi của cộng đồng Việt Nam. Khi chúng ta có tiếng nói của người Việt Nam thì nó có quyền lợi của người Việt Nam, và trong cái cộng đồng như vậy thì chúng ta khi mà mình có con số dân số của người Việt Nam trong cộng đồng, và nếu khi vấn đề bầu cử hoặc là vấn đề ngay cả vấn đề mà chính phủ rót tiền xuống để giúp đỡ những cộng đồng thiểu số, thì người Việt Nam chúng ta cũng có quyền lợi của mình. Và hơn nữa, khi chúng ta có quyền lợi như vậy, nhiều khi có thể có những anh em có khả năng bước chân vào trong các cơ quan của chính phủ, nó cũng sẽ đem ra rất nhiều lợi ích cho cộng đồng Việt Nam. Cho nên tôi kêu gọi người Việt Nam của chúng ta nên đi báo cáo về vấn đề dân số vào trong các website để có thể điền và gửi đi rất là dễ dàng. Tiếng Việt có, tiếng Mỹ có. Nếu mà quý vị gặp trở ngại thì có thể liên lạc với VNTV hoặc là ngay cả hội thánh chúng tôi cũng có thể giúp đỡ quý vị trong vấn đề điền thông tin về dân số này. Dạ vâng, cảm ơn mục sư Nguyễn Hồng Quang rất là nhiều. Một buổi nói chuyện rất là ngắn nhưng mà rất là lợi lạc cho tất cả chúng ta. Xin chúc cho mục sư Nguyễn Hồng Quang cũng như là hội thánh Tin Lành North San Diego sẽ có những sinh hoạt thường xuyên và lợi ích hơn, không những chỉ cho hội thánh mà cho cả cộng đồng của chúng ta tại San Diego. Và hẹn gặp lại mục sư trong các chương trình kế tiếp. Cảm ơn cô Vân Anh, cảm ơn tất cả quý khán thính giả của VNTV. Gặp lại quý vị vào dịp khác. Thank you.